chúng ta sẽ tạo một bảng đến bằng cách là vô bằng bảng tài liệu và bảng đến, nhấn nút cộng để mà tạo một cái bảng đến. Trong trường hợp này chúng ta sẽ tạo một bảng đến theo cái luồng là người tạo văn bản là ở dưới đơn vị A, người phân phối là cũng đơn vị A là Phạm Kiều Duy Hạ, và người xử lý chính là ở đơn vị B. Chúng ta sẽ cần lưu ý một chút là phải đính kèm tập tin luôn. Tất cả văn bản đều yêu cầu phải đính kèm tập tin mới được lưu. Khi nhấn lưu, trường hợp này đang là định kỳ báo cáo cho tên cơ quan là Bộ Nông nghiệp. Hết bước 1 ở UCA, chúng ta sẽ chuyển sang bước 2 là chỗ là người phân phối là Phạm Kiều Vĩ Hạ, sẽ phân phối cho người xử lý chính. Chúng ta đang đăng nhập vào bằng của UCA. UCA sẽ ghi vào thì chúng ta sẽ cũng vào văn bản đến. Ở văn bản đến là sẽ thấy được cái dòng vừa mới xuất hiện là 1558 của Bộ Nông nghiệp. Chúng ta chọn nút phân phối xử lý. Ở trường hợp này bắt đầu chúng ta sẽ chọn một cái người ở đơn vị B. Đơn vị B ở đây được chọn là bạn Mai Quỳnh của ban thư ký. Chúng ta nhập các ý kiến vào, nhớ chép nút gửi email, sau đó chúng ta sẽ nhấn lưu, hoặc là chúng ta có thể click chọn không gửi email, tùy trường hợp cụ thể sẽ có cách xử lý khác nhau. Chúng ta cũng có thể chọn hạn xử lý là thời gian. Đó, sau khi nhấn lưu thể hiện văn bản là phân phối thành công. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu qua bước thứ ba là người xử lý chính sẽ bắt đầu xử lý cái gì với văn bản này. Chúng ta sẽ vào của user của bạn Mai Quỳnh. Mai Quỳnh cũng lúc này bên công việc của bạn Mai Quỳnh sẽ xuất hiện một cái công việc của tôi. Đây là menu chính của công việc của tôi. Ở công việc văn bản sẽ xuất hiện thêm một cái dòng nữa mới được giao việc. Bạn Quỳnh nhấn vào nút hoàn thành thì sẽ hoàn thành được cái nội dung văn bản. Hoặc là chúng ta có thể nhấn một cách khác là vào văn bản đến. Trên menu bên đây thì cũng thấy cái dòng tương tự như vậy. Nếu chúng ta nhấn nút tham khảo thì cũng là tương tự với nút hoàn thành ở bên công việc. Nhưng mà trước khi sử dụng người ta cũng phải nên xem qua tài liệu thực tế. Chúng ta sẽ trở lại công việc để chúng ta xem. Thì ở đây khi nhấn nút tham khảo nghĩa là công việc của văn bản nó đã hoàn thành rồi. Mình thấy nó đổi màu rồi thành màu đen rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu tạo văn bản ở một cái trường hợp khác là user A tạo văn bản, người phân phối cũng là user A luôn, người xử lý chính cũng là người của đơn vị A, và người xử lý chính tạo công việc con cho người A1, sau đó người A1 nhấn hoàn thành công việc. Đây cụ thể chúng ta sẽ chọn một cái nội dung bất kỳ như là sổ tay nhà nông của ngành lương thực của bạn tạo văn bản là đang là Phạm Kiều Vĩ Hạ ở ban hành chính. Bạn sẽ tạo công việc này cho người phân phối là Quỳnh Quốc Huy cũng mới ban hành chính. Lưu ý là chỗ tên cơ quan gửi là phải có một số văn bản mà để nội bộ làm, thì chúng ta gợi ý của ban quản lý dự án là sử dụng thêm từ nội bộ và đơn vị của mình để nữa sao có thể là dễ dàng tìm kiếm. Đây sau khi tạo mới sẽ có dòng là một dòng mới về nội bộ ban hành chính, là cơ quan gửi là nội bộ ban hành chính xuất hiện mới. Chúng ta bắt đầu là user bước quy những phân phối văn bản. Bây giờ phân phối cho người trong cùng đơn vị xử lý đây. Chúng ta sẽ chọn là chị Thảo là người xử lý chính.
Sau đó chúng ta sẽ nhấn lưu. Màu của văn bản sẽ thay đổi từ màu đỏ sang màu xanh. Chúng ta sẽ chuyển sang user khác là user của chị Thảo để thực hiện bước tiếp theo, là chị Thảo sẽ tạo công việc con của văn bản này cho một cái người khác xử lý bằng cách là vào công việc là công việc văn bản. Chúng ta sẽ đến lúc đó là chuyển sang cái nút là tạo việc con. Đây là cái nút tạo việc con. Chúng ta tạo việc con cái việc này, chúng ta nhập các thông tin cần thiết về. Tiêu đề là bắt buộc phải nhập. Các mô tả là nếu có cần thiết thì cứ nhập vào. Chị Thảo đang là người xử lý chính, tạo việc con là chị Thảo sẽ chuyển cho một bạn khác trong ban hành chính xử lý. Đây là người A1. Chị Thảo đã giao cho bạn Hạ xử lý chính công việc này. Thì lúc này công việc cha con sẽ xuất hiện như màn hình chúng ta đang thấy. Sau đó nhà nông là công việc cha, công việc con là lấy dữ liệu. Nhưng mà chúng ta sẽ quay bạn user của bạn Hạ. Bạn Hạ sẽ vào công việc, vào vô công việc cha con. Công việc cha con để là làm việc với cái công việc này. Có thể là bạn nhấn hoàn thành. Chúng ta đang nhấn nhầm ở chỗ là công việc văn bản nên là hệ thống nó không hiểu, chúng ta phải vào công việc cha con mới đúng không các bạn. Đấy, chỗ dòng lấy dữ liệu đó, nhấn hoàn thành. Bỏ cái tên đính kèm vào. Trong trường hợp là công việc này có tên đính kèm. Thì công việc đã hoàn thành, nó chỉ thành màu đen. Thì như vậy ở user của chị Thảo, sau khi thấy công việc con đã hoàn thành thì công việc của chị Thảo có thể nhấn nút hoàn thành ở bên menu công việc này, hoặc là nhấn nút tham khảo ở bên chỗ menu của phần hệ văn bản, tùy cách chúng ta lựa chọn. Bên là công việc thì chị Thảo có thể đánh giá công việc của công việc con là như thế nào bằng cách đánh sao và nội dung. Ngoài tập tin của bạn Hạ thì chị Thảo có thể up thêm một cái văn bản nội dung khác thêm nữa để xác nhận nếu công việc đó nó cần thiết. Đây là ở bên công việc văn bản. Chúng chỗ sổ tay nhà năm chúng ta thấy đã hoàn thành, đổi thành màu đen rồi.